Xin chào bạn. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cho bạn về vòng tay đá thạch anh tóc xanh tự nhiên. 1. Tác dụng của thạch anh tóc xanh với sức khỏe. 2. Tác dụng của thạch anh tóc xanh trong phong thủy. 3. Mua vòng tay đá thạch anh tóc xanh ở đâu? Vòng tay đá thạch anh tóc xanh là một trong những loại đá được rất nhiều người ưa chuộng. Nó được coi là viên đá của tài lộc, bình an, được trải qua nhiều năm ở trong lòng đất, hấp thụ tinh hoa của đất trời, nên trong lòng mỗi viên đá đều ẩn chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ mà chúng ta không ngờ tới được. Xem tiếp video này để hiểu thêm về đá thạch anh tóc xanh nhé. Tác dụng của thạch anh tóc xanh với sức khỏe. Với năng lượng dương tích cực, đá thạch anh tóc xanh có khả năng hấp thụ các chi cực tím, ngăn ngừa sự lão hóa, điều trị các bệnh về da. Khi đeo vòng tay đá thạch anh tóc xanh, bạn sẽ có cảm giác an toàn, xua tan mệt mỏi lẫn căng thẳng, luôn duy trì trạng thái tinh thần thoải mái, đầu óc minh mẫn, sáng suốt để nhìn nhận vấn đề và đưa ra hướng giải quyết đúng đắn nhất. Đá thạch anh tóc xanh giúp cân bằng trạng thái cảm xúc, nhất là đối với những người nóng tính hay khó chịu, từ đó giúp cải thiện mối quan hệ xã giao với nhiều người trong cuộc sống. Mang vòng tay đá thạch anh tóc xanh giúp ngủ ngon và sâu hơn. Hai, tác dụng của thạch anh tóc xanh trong phong thủy. Mang vòng tay đá thạch anh tóc xanh bên mình có tác dụng mang lại may mắn về tài lộc, sự nghiệp, giúp người đeo gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh. Năng lượng hài hòa của đá thạch anh tóc xanh giúp cho tâm trí bạn dễ dàng được khơi thông, suy nghĩ tích cực, vui vẻ và lạc quan hơn. Vòng tay đá thạch anh tóc xanh ở đâu? Để mua được những sản phẩm tự nhiên, năng lượng cao, bạn nên tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, tìm mua ở những cơ sở cung cấp đá phong thủy uy tín để tránh mua phải sản phẩm làm từ nhựa, bột đá. Như vậy sẽ không có được những tác dụng và ý nghĩa như trên, ngược lại nó còn mang lại nhiều điều không tốt đến cho bạn đấy. Bạn đang băn khoăn chưa biết nên chọn địa chỉ tin cậy nào để mua sản phẩm vòng tay đá thạch anh tóc xanh, thì nhà sàn Tây Nguyên có thể là địa chỉ bạn có thể tin cậy chọn lựa. Nhà sàn Tây Nguyên là đại chỉ uy tín, đáng tin cậy đối với những tín đồ mê đá phong thủy, cung cấp các sản phẩm đá phong thủy thạch anh tự nhiên, nói không với các sản phẩm không tự nhiên, nhựa, bột đá. Các sản phẩm là đá tự nhiên 100%. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video. Trong quá trình chia sẻ không tránh khỏi những điều chưa tốt, bạn hãy comment để video sau nhà sàn làm tốt hơn nhé. Bạn có bất kỳ câu hỏi gì đừng ngại comment cho anh em nhà sàn, anh em sẽ giúp bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video kế tiếp.